Chào các bạn trở lại với Khai Toàn. Bạn muốn giàu có, muốn phát tài, muốn mình được may mắn. Khi không có được những danh văn lợi dưỡng ấy, bạn than thân trách phận vì sao ông trời bất công. Vì sao nhiều người lại có phước báo rất lớn? Phước báo đến từ đâu? Họa phúc từ đâu mà ra? Đó chính là sự tu tập ở đời trước và cả những tạo tác trong đời này. Bạn có phước, bạn lại biết tu, phước sẽ bồi phước. Phước bạn mỏng thì bạn càng phải tu để giảm nghiệp, vì nghiệp hết phước mới đến. Trong bài này, Khải Toàn xin vấn đáp về người bình thường tự tu. Người biết tu tâm dưỡng tánh sẽ đoạn trừ được phiền não, tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ gia tăng. Người bình thường tự tu như thế nào và tu thiền là gì? Thật sự không quá khó như bạn nghĩ. Khả năng Khải Toàn còn hạn chế, nếu có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ và theo pháp y nghĩa bất y ngữ. Tu để làm gì? Người không đạo, không thờ phụng có tu được hay không? Tu để tỉnh thức, tu để đoạn trừ đau khổ, tu để bồi đắp phước huệ. Tu như thế nào, dùng phương pháp gì, tùy vào người lợi căn hay hạ căn. Có người chỉ nghe pháp, không đọc kinh, không ngồi thiền. Có người chỉ ngồi thiền, có người chỉ đọc kinh, tùy căn cơ và điều kiện mỗi người. Giả dụ cùng một bài toán, có người thích tìm hiểu từ sách vở, có người thích tìm hiểu từ mạng internet tìm kiếm. Người may mắn có được phước duyên, họ tìm người đúng chuyên môn để vấn đáp. Tất cả chỉ là phương tiện để có được kết quả tốt nhất. Vì vậy, sự tu tập chú trọng về chất, không phải ở hình thức. Bạn tu sao có thể buông xả những chấp trước, mở lòng giúp người, không mong họ hồi đáp như thế nào. Không phải tu ở bàn thờ to, tượng Phật lớn và càng không phải cúng kiến linh đình. Bạn từng nghĩ rằng mình sống tốt, không hại ai, không cần tu vẫn có một cuộc sống ung dung tự tại, không sợ trời, không sợ đất. Bạn nghĩ rằng mình sống tốt, giúp đỡ gia đình, có ăn chay, như vậy đã là tu. Nghĩ như vậy thì lý không thông mà tình cũng chẳng đặng. Đến một giai đoạn nào đó, sóng gió ập đến, bạn không biết cách tháo gỡ. Bạn chưa khai ngộ vì đời là vô thường. Có thân tức có bệnh, có già tức có chết. Còn sống là còn lo. Giả dụ bạn nói, tôi biết lái xe, tôi có thể tự đi. Dù bạn giỏi lái xe ra sao, bạn không được học luật đi đường ở nơi bạn muốn đến, không được chỉ dẫn nơi bạn tới, bạn không thể đến nơi dễ dàng và cả an toàn. Tu tập cũng thế, cần những vị thầy, cần những giáo pháp, cần tinh tấn, trì giới mới có thể chuyển hóa những nghiệp lực và cả sự khai ngộ. Bạn nghĩ rằng ăn chay là tu, giúp đỡ người thân là phước. Chưa hẳn như bạn nghĩ, việc ăn chay là một phương tiện phụ trợ giúp cho thân thanh tịnh, giảm đi sát sanh. Ăn cái gì, ăn ra sao là hình tướng. Tu là ở tâm, không phải ở cái ăn. Việc giúp đỡ người thân là việc bạn phải trả những món nợ ở nghiệp duyên trong đời quá khứ, chưa hẳn là việc tạo phước báo. Đến khi nào bạn mở lòng giúp đỡ chúng sanh, không mong cầu hồi đáp, ví dụ cho thức ăn những người đang khó khăn, mở lòng giúp những người trước đây từng đối kỵ với chính bạn, không mong họ hồi đáp như thế nào. Làm được như vậy, xem ra bạn đã tu tập được pháp bố thí vô ý. Đến khi nào bạn độ được những người thân trong gia đình, mở lòng thông cảm với họ, dù họ có mắng có lừa bạn như thế nào, bạn cũng không oán trách họ. Để làm được những điều ấy, để có được tâm vô thái hư lượng châu xa giới, bạn phải có giáo pháp, bạn phải nghe hàng ngàn lời pháp thoại, tinh tấn thiền định và quán xét trong đời thường.
năm vị Phật Hải Toàn nêu trong video trước. Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh. Để đạt được tâm thái định tĩnh, bạn cần sự khai ngộ. Nếu hiểu được đời là vô thường, đừng chấp tướng, biết buông xả. Giả dụ trong nhà có một người luôn cáu gắt, bao năm qua bạn không thể độ được họ, hãy chấp nhận và cảm thông, vì người cáu gắt là người đang đau khổ. Buông xả ý niệm đi, hãy buông xả ý niệm độ họ. Trước tiên bạn phải độ chính mình, giúp tâm thái mình có được sự định tĩnh. Hiểu được nghiệp lực của họ quá lớn, nhất thời không thể tiêu trừ, bạn phải tinh tấn thiền định để có được tâm ý an tĩnh. Cạnh bên là vị Quán Thế Âm, đại diện cho từ bi, biết mở lòng giúp đỡ người khác là việc tạo phước. Người mà tính toán so đo thiệt hơn là người tự làm tổn giảm phước chính mình. Người làm việc tốt không mong hồi đáp là người vừa tạo phước vừa tạo cho mình sự an lạc. Giả dụ bạn cho hay bạn tặng hay bạn cho mượn người mình thương yêu 9 đồng, bạn cho từ thiện 1 đồng, cái 1 đồng nhỏ nhoi này giúp bạn an lạc vì bạn chẳng mong họ sẽ trả lại. Ngược lại, bạn dễ phiền não vì 9 đồng kia, bạn mong muốn họ biết ơn. Khi bạn khởi ý niệm họ sẽ biết ơn, họ sẽ trả lại, tức đã tự ôm phiền não, vì thế chẳng thể có được sự an lạc. Thi ân mà cầu báo là thi ân có mưu đồ. Vì vậy, cho đi trong nhẹ nhàng, bạn sẽ nhận lại được sự nhẹ nhàng, dù họ có dùng số tiền ấy làm việc gì đi chăng nữa. Họ dùng số tiền ấy cho việc bất thiện, bạn cũng không nặng lòng. Đó chính là tấm lòng của Bồ Tát. Đây là vị Đại Thế Chí, đại diện cho trí tuệ. Để mở lòng giúp người khác không mong cầu hồi đáp, bạn phải dùng trí tuệ. Để hiểu được người mình giúp, giúp lúc nào, nếu bạn giúp không đúng lúc, không đúng người, có thể hại họ. Giả dụ trong nhà bạn có một người mê lầm, xin tiền mượn tiền hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, lừa dối tất cả mọi người để có tiền cung phụng cho ma quỷ. Người như vậy giống như một hố đen, một chiếc bình không đáy. Bạn có đổ vào bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải cũng không thể nào lấp đầy được. Vì đối với họ, họ chỉ còn hình tướng là người thân, linh hồn đã bán cho ma quỷ. Làm gì có người lại đi 5 lần 7 lượt lừa dối những người mình yêu thương. Vì thế, có lòng Bồ Tát nhưng thiếu sự định tĩnh, thiếu đi trí tuệ cũng không thể nào giúp được người khác. Vị ngoài cùng bên trái là vị Địa Tạng Vương, đại diện cho hạnh nguyện, đại diện cho kiên trì. Độ người khác bằng sự định tĩnh, bằng lòng bao dung, bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Bạn phải có lòng kiên trì ngày qua ngày, qua bao năm tháng. Giả dụ bao năm nay người thân hoặc đứa con của các vị không thể dạy bảo, bạn phải hiểu rằng thân bằng quyến thuộc là nghiệp duyên. Con cái đến báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ, con của các vị luôn làm trái ý, làm trái với đạo lý, đó là đứa con liệt sanh đến để đòi nợ. Bạn càng kiên trì để độ đứa con này. Người làm trái đạo lý, làm người khác đau khổ, nói lời khó nghe, chẳng khác nào một người đang đau khổ. Bạn khai ngộ được ý này, mở lòng phát nguyện giúp người thân sẽ giúp trong sự kiên trì. Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh, Ngài Quán Thế Âm đại diện cho từ bi, Ngài Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ, Ngài Địa Tạng Vương đại diện cho hạnh nguyện. Vẫn chưa đủ. Dù có thể độ được họ nhưng vẫn chưa thể an lạc nếu thiếu đi sự hoan hỷ của Ngài Di Lặc. Giả dụ vẫn đứa con liệt sanh ấy,
vẫn ngôi nhà ấy, vẫn món ăn ấy, nghe những lời khó nghe ấy. Nhưng nếu bạn chấp nhận thực tại, hiểu rằng có sinh có diệt, có sống là có lo, nhưng không phải lo năm lo bảy, lo bò trắng răng, mà cái lo ở hiện tại, lo cái trong khả năng của mình, biết buông xả những thứ ngoài khả năng, bạn sẽ dễ mở lòng hoan hỷ. Người vui vẻ không ôm vào lòng những tiêu cực mà vẫn có thể giúp đỡ mọi người khác, đó chính là giúp đỡ chính mình, chính là người biết tu. Lại có người bảo, nó như thế này, nó như thế kia, làm sao tôi nhịn được. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Nhịn là một pháp tu, nhường nhịn thua thiệt là người được phước. Sáng dậy thu xếp mình gói, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ, quét dọn nhà cửa, thấy cái gì bừa bộn thì dọn, thấy gì dơ thì lau, đó chính là tu. Không phải vừa làm vừa càm ràm, thằng quỷ ở dơ quá, nói hoài không nghe. Sửa soạn quần áo, tóc tai chỉnh chu, dắt xe ra, lỡ có gặp một đống rác ai thả trước cửa cũng nhẹ nhàng dọn đi. Thấy hàng xóm láng giềng nên gật đầu chào và cười với họ, đó cũng chính là tu. Trên đường chạy xe, dù có lỡ va quẹt xe, vẫn có thể nghĩ lạc quan rằng mình còn may mắn không bị nặng hơn. Nếu bạn sân si với người khác, hậu quả không biết sẽ ra sao. Nếu sân si với những lỗi phát sinh, bạn vô tình mang tiêu cực, mang bực dọc vào chính công ty của mình, mang theo về đến tận nhà, xả lên những người khác. Khi buông xả được những tiêu cực ngay tại chỗ ấy, tức là bạn cho mình cơ hội, cho mình cơ hội những phút giây còn lại về sau đó trong sự an lành. Tiếp theo, vào đến nơi làm việc, thấy một đồng nghiệp rất khó ưa, bạn sẽ lướt nhanh qua họ, thậm chí bắt gặp họ ngay tại thang máy, bạn ráng nở một nụ cười rất là gượng ép, là cách bạn tự làm khó chính mình. Ngay từ bây giờ, không chỉ ở công ty, bất kỳ nơi nào khác gặp những người khó ưa như vậy, bạn hãy gật đầu chào, nở một nụ cười hoa hậu thân thiện, mở lời hỏi thăm một vài lần chưa được thì trăm ngàn lần. Làm được việc ấy, mở lòng trước những người khó ưa, không chỉ mở lòng với họ mà là cách giúp bạn buông xả chính sự khó chịu khi gặp họ, là bạn tự giải thoát sự khó chịu cho chính bản thân mình, đó chính là tu pháp từ bi. Bạn hãy nhớ lại thử xem, từ sáng sớm lúc đánh răng rửa mặt, đó chính là hành động làm sạch răng miệng, làm cho mặt đẹp hơn. Trước khi ra đường, chọn cho mình những bộ trang phục đẹp, đó chính là hành động làm dung mạo đẹp hơn. Thế thì tại sao lại tạo những hành động xấu xí, nói những lời bất thiện với người khác? Đẹp về diện mạo, đẹp về thân chỉ là cái đẹp giả tạm, đẹp về tâm ý là cái đẹp viên dung. Đến giờ ăn, ăn nhẹ nói khẽ, lỡ trong bữa ăn có món nào đó cảm thấy khó chịu, cũng cố lướt nhanh qua. Giả dụ có những người ghét ăn hành, ghét ăn tỏi, ăn giá, ăn đậu phộng hoặc là ghét ăn cay, lỡ những món ấy vô tình trong phần ăn của bạn, không nên vì thế mà cau có. Dù bạn có vui hay có giận thì bạn cũng phải ăn, sao lại không cố gắng ăn trong an lạc. Khi ăn, tập trung vào bữa ăn, đó gọi là ăn thiền. Đừng ăn trong sự tán loạn, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình, tâm ý nghĩ đến điều khác. Khi làm việc thì không bị sao nhãng bởi những ngoại cảnh, bởi mạng xã hội, bởi lời khen, lời chê, lời thị phi. Làm xong việc này mới qua việc khác, đó chính là làm việc thiền. Khi vô cớ bị người khác mắng, bạn phải định tâm, phải bình tĩnh xem lại cớ gì họ có hành động như vậy. Việc gì ta làm trong bình tĩnh, ý thức sáng suốt đều có thể giải quyết ổn thỏa. Làm việc gì đặt trọn tâm trí của mình vào việc ấy,
làm trong sự định tĩnh, không vướng mắc với xung đột đã qua, không chấp tướng trước những việc không thể giải quyết, đó chính là tu thiền. Các vị nhà ở căn hộ, nhà ở chung cư, tránh làm tiếng động to lớn, cười nói to vào các giờ nghỉ ngơi, tránh làm phiền lòng người khác, chính là tu. Nghe lời bất thiện không bị vướng tâm, nghe khen cũng không bị vướng tâm, đó chính là tâm không phân tướng, không bị ô nhiễm bởi tham sân si. Khi tai bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng dơ theo. Bạn cần nước, cần xà phòng, cần khăn để rửa sạch. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy, tâm bị vấy bẩn bởi phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bởi nghiệp lực bạn đã tạo tác. Bạn cũng cần rửa sạch tâm, rửa bằng cách sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng đọc kinh, bằng nghe cả hàng ngàn pháp thoại, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định. Ai cũng có nỗi khổ, đó chính là những nghiệp lực, là những sợi dây thần buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay của người khác trong đời quá khứ, trong cuộc sống trước đây. Đời này họ đến để đòi nợ bằng thân xác của chủ nợ, của một người nào đó và cả chính những người thân làm ta đau khổ. Những món nợ này ta phải trả, trả bằng gì? Bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng cả tiền bạc và những niềm khoái lạc. Trước sám sau tu, để đoạn trừ phiền não, để có được tấm lòng rộng lớn. Tấm lòng rộng lớn dung chứa cả bầu trời. Tâm vô thấy hư, lượng châu xa giới, là người có tấm lòng rất rộng lớn, ôm cả những phiền não của người khác, chuyển hóa chúng thành an lạc. Là người không tính toán so đo thiệt hơn với người khác, hiểu được người khác hơn thì phước báo của chính họ, bản thân mình thiệt thòi thì sao? Thiệt thòi là phước. Phật học là giáo pháp, học Phật là theo lời pháp ấy tu tập giúp giác ngộ. Phật là giác, Phật là người thầy. Khi bạn đứng trước tượng của Ngài, đừng cầu xin sự may mắn, đừng cầu xin được bình an, chỉ cần cầu nguyện, con nguyện cho con có tấm lòng như Phật là rất đủ. Bình an hay may mắn là do chính bạn. Phật không dùng thần thông, nếu Ngài mà dùng thần thông thì yêu ma linh giới cũng có thể dùng thần thông hóa thành Phật, dùng thần thông để lừa chính bạn. Vì thế Phật chỉ là người thầy, là hình tượng, là con đường tỉnh thức giúp bạn noi theo. Người biết đoạn ác tu thiện là người gieo hạt giống thiện lành vào chính tâm thức của chính mình. Đừng đổ lỗi cuộc đời bất công, đừng đổ lỗi người khác phải hại mình. Nếu bạn tinh tấn tu dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, linh thức của bạn đủ minh mẫn trước những sự đối nghịch trong tâm trí chính mình, bạn sẽ hiểu rằng người khác hại ta oán họ thì ta thiệt hơn. Người mà oán hận luôn nghĩ đến những sự trả thù, chỉ nhận lại sự oán giận. Người mà mang oán giận khi chết đi sẽ bị đọa xuống ba đường ác. Khi tinh tấn tu tâm dưỡng tánh sẽ không còn những nỗi oán giận ấy, sẽ không còn nuôi oán giận mà nuôi lòng từ. Nuôi cái gì mai sau nó sẽ lớn, đó là nhân nào quả ấy. Chỉ cần bạn theo năm pháp trên để tu tập, bạn theo pháp Ngài A Di Đà để có được sự định tĩnh, Ngài Quán Thế Âm để mở lòng từ bi, Ngài Đại Thế Chí để khai mở trí tuệ, Ngài Địa Tạng Vương để phát nguyện và Ngài Di Lặc để hoan hỷ. Có thể bạn cần nghe nhiều pháp thoại, bạn cần siêng năng thiền định, cần bố thí thức ăn, bố thí lời nói chân thiện, dần dần phước sẽ đến. Mỗi ngày từ sáng đến tối dùng sự định tĩnh của mình quán xét trong tất cả hành động, làm tròn làm tốt mà không vướng mắc, đó chính là tu thiền. Tu sao mà bạn cảm thấy nhìn chính mình trong gương, thấy thần sắc của mình thật là tươi tốt. Tu được như vậy,
dù không cần ăn chay hay đi chùa vẫn theo lời Phật dạy, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.